rồi. Chưa là tao quay với dân mày rồi, hay nói chuyện. Không, cái này mình nói cho anh em người ta hiểu, để người ta hiểu. Những người mà biết rồi á, không có gì mà những người chưa biết mình nói cho người ta biết. Đó là buông chữ A này, cho anh đực nó kéo vô ảnh là bạn nhặt cái miệng cào ra. Mày ăn được, nhanh đây. Giúp tao chẳng quay dân mày rồi, tao quay rồi nhau nói. Sao cho mày quay dân mày rồi nhau. Cho cá làm ra. Đi quay ghe. Nè. Nhưng mày nói nè. Hai bên đã chia ra rồi nè. Ừ. Ừ.
là các anh em cũng đã thấy mình đã lấy cào rồi đúng không? Còn bây giờ là chương trình mua cào. Rồi anh em nhớ đăng ký kênh rồi xem nhiều tiết mục hấp dẫn vui vui hơn nữa. Chào anh em ơi, tôi cá phải không chữ. Dạ vậy là đi rồi mấy ơi.